Chết. Đây đây chứ mấy. Đây đây. Cầm lấy. Chết. Cưng hả? Ai gà. Mà không sao. Dạ. Vậy giờ con gặp lại người. Gặp lại người chứ. Combo combo như tại sao review đó là 1.350.000, em bán 1.3. Sạn rồi nha cô chú nha, thương quá. Đây là khu vực nhà. Cưng đường vậy chắc đừng tối ngày được, khỏi khỏi đi làm luôn. Dạ. Ở Phú Quốc rồi chỗ nào em không biết. Cái phòng này nó xịn hơn. Trân chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui nha, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình người thân của mình. Buổi trưa hôm nay em kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em để đi đón gia đình của anh với Chế ở Sài Gòn du lịch Phú Quốc vào buổi trưa hôm nay nha. Hiện tại thì em đang có mặt trên đường bến xuống bến phà Thạnh Thới. Anh chị đi chuyến phà 8 giờ sáng ở từ Gạch Giá qua Phú Quốc nha cô chú. Hiện tại thì Gạch Giá qua Phú Quốc thì có 2 chuyến, một chuyến là 8 giờ sáng và một chuyến là 12 giờ 30. Còn Hà Tiên thì rất là nhiều chuyến luôn nha cô chú nha. Cô chú chị và các bạn nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất từ em qua số Zalo của em là 0944633911 hoặc Viber 0987777433 để em đặt phòng, đặt tour, đặt vé máy bay, vé tàu, vé vui chơi tất tần tật luôn. Cho cô chú chị và các bạn mình cùng có một chuyến trải nghiệm Phú Quốc thật là ý nghĩa và trọn vẹn nha. Bây giờ cùng theo chân em để đi đón đại gia đình của anh chị nha. Có nhà ở Phú Quốc luôn á, có nhà Phú Quốc luôn mà bà con này ở Phú Quốc luôn mà không đặt cái khách sạn ở gì. Dạ. Nhiều khi lại nhà người quen nó làm phiền. Dạ. Cũng được thoải mái. Giờ á, là nó cho mình xuống thôi. Dạ. Hoặc là nó không có cho.
Ở chế tới rồi, chế đâu chế. Để em xuống. Cái cửa. Nè, cái cửa sao nó anh lóc rồi hả? À, không ra vậy. Ai da. Thấy đâu. Đây đây chứ. Đây. Cầm lấy. Đi chứ. Cầm lại như xưa. Cầm lại như xưa. em mới đón còn ở Tây Ninh về luôn rồi em phóng qua bên đây. Dạ đưa lên bên bờ đó anh, rồi xe 29 chỗ, rồi bây giờ phóng qua xe 7 chỗ đón anh chị. Gặp người xưa. Ủa ngồi hết không? Ngồi chặt á. Sao anh không ấy cái phía sau? Ấy phía sau đi chế. Ngồi ém lắm. Ấy phía sau đi anh, cho nó rộng. Ấy phía sau đi anh. Đi em sao? Nó hẹp té ém rồi anh chả kìa. Bữa nay ở khách sạn là rộng lắm chứ. Rộng hơn hôm bữa mà rồi, nó sặc sỡ, nó đẹp hơn nữa. Chỗ đó bữa hổm dạ. Đông sinh lên đó. Lên ủa sao em chế nói là em nói nó liền, nó nói ủa sao ngộ vậy ta? Nó nói khách của em sao ở nhiệm mà sao kỳ không biết. Nó hôi vậy, nó hôi trong khu vực vệ sinh hay sao chứ. Nói đi bên. Ở đây sạn Đông Sương Hồng sao nói cho chú nghe đi. À cái nón thiếu quắc à. Cái nón à. Ủa có phòng mở ra là không gần. Cái nói gì? Về sớm luôn. Ồ. Ồ mướn cái xe đó ha, cái nón. Mướn xe cũng cái nón móc cái tủ lạnh thì vậy. Cái nón. À, cái xe mà xe Honda ha. Cái phòng cũng hôi luôn. Dạ. Ủa sao không nói với em sớm rằng em nói cái gì mà chứ cái việc vô mà không được là nói em à. Có một ngày con bên con buffet sao bên nói cho chú nghe coi. Dạ buffet á được mấy món. Có gì bánh tầm mì, bánh tầm mì á, bánh tầm mì, cơm chiên trứng sao mì xào bị gói xào có 2-3 món mình chả hãy cưng hả ơi gà. Bữa bán kèm anh với chế có ở trong này nào chưa? Chưa ha. Ở trong này thì rẻ nhất có thằng Resident Premier. Rẻ nhất cái phao. Dạ rẻ nhất. Tôi tính hỏi sao? Bữa nào mà khách của em ở trong đó. Đó mà rẻ nhất hả? Không mà biết sao không? Khách sạn của nó là ngon lắm đó. Năm sau mà ăn triệu mấy à, như tỷ chế bóc ở trên Booking Agoda là 2 triệu mấy lần nha. Nó từ 2 triệu rưỡi hôm đó mà em bút chỉ chừng 1.6, 1.7. Dạ. Ờ khi nào khi nào lại có lại mày vô hỏi dạ. Nó xuống á. Nó bây giờ nó có cáp treo đó. Dạ. Nó bây giờ nó có cáp treo đó. Dạ, chiếu qua bên đó chứ có xe bus nữa chứ di chuyển qua đây luôn. Ơi, cho chở đi địa Trung Hải chơi đó. Dạ. Trời ơi, tôi coi mấy nhỏ Hồng Kông nó quay mà nó review mà nó ấy. Hồ bơi vô cực á, từ bãi ở dưới. Hồ bơi nó dài lắm, nó cuối tuần nó có tắm bột tuyết á chứ, tắm xà phòng bột tuyết ở hồ bơi là ngập đinh láng luôn đó, cuối tuần á. Dạ. Ở bên Mỹ về. Ủa, nó có review bên đó không? Dạ có. Có dạ chưa thấy ở ở ở
Phú Quốc này là em chưa đăng á, ở Phú Quốc này là em quay nát nước hết mà. Dạ. Mà cái chỗ nào mà em thấy hợp lý thì em mới dạ. Đăng. Dạ đúng rồi. Mà lâu lâu em mới xem cái video vô. Nó năm sao mà nó có 1 triệu mấy rồi chứ. Cái đó là hồi đó mấy người bà kia mấy người bên Mỹ về quay á. Dạ. Khách của em bữa hổm ở là 1 tuần đó. Tới 2025 khách của em có đoàn khách của Việt Kiều Mỹ nữa, ở cũng 5 ngày 2025 đầu tháng 1 2025. Nó đủ loại phòng hết, nó loại phòng bự nè, phòng ấy. Ủa Tân, giả tỷ như đi qua đó rồi em nhớ hết trơn mặt luôn. Dạ nhớ chứ. Rồi, dạ. Em nhớ dài lắm. Nè, cái này khách này của em nè, mấy chỗ này nó làm khách sạn hết trơn. Chỗ này khách sạn là lâu lắm rồi nè. Ở trong ốc này nó làm khách sạn cho nè. Mới bắt đầu nó làm khách sạn nè, xác nhận đặt phòng nè chứ. Nè, xác nhận đặt phòng nè, ở đó đó nha. À, tới 4 đêm á. Nè, chứ mày mua được mấy cái nhà được phải không? Cái khu đất này được phải không? Em sang được miếng đất. Bây giờ chắc giàu dữ rồi. Giàu dữ cho. Cũng được chế sống được nè, nè chế thấy không? Ngày 2 tháng 1 2025 đến ngày 9 tháng 1 2025 nè, ở bên đó đó. Nè, khách của em nè, gì? Đặt trước, đặt gọi đó, ra booking, em ra booking luôn rồi nè. Ừ. Là ở ưng tuần đó. Ủa tôi sợ không có phòng hay gì, tôi đặt riêng sớm chứ gì. Dạ. Đặt trước có ưu đãi chứ. Có giá tốt. Dạ. Trước nó có giá tốt hơn chứ đặt cận kề. Để chồng chị nó không nghe để ý. Ông ngồi nè, tầm không sợ nó để ý rồi. Sợ lắm, bởi vậy đâu dám đặt. Chứ mấy bữa chị hỏi tôi là cũng lâu rồi đúng không? Dạ, đúng rồi, cũng cỡ 10 bữa nửa tháng rồi. Chị cũng biết cái vụ này không rồi. Mà hên là còn phòng á nha, chứ không thôi mấy ngày lễ là full luôn đó. Hên là còn một phòng duy nhất. Khách sạn nằm đâu rồi? Dạ, chạy đi anh, chạy thẳng. Chúc anh có quay về không? Dạ. Hả? Anh có quay về không? Nhưng mà em rốt à. Đại em nữa đi. Gì tên gì ở đây, ở đây em có từ lứa chưa á, mà nó chưa có hợp tác, nó chưa có được tặng cách chèo á chứ, là nó chỉ ngủ qua đêm rồi ăn thôi, không có được tặng cách chèo thì nhiều. Nó chưa ký hợp đồng á. Dạ đúng rồi. Dạ. Chỗ này chỉ có thôi, Việt Nam mình là vậy mà. Dạ. Có khuyến mãi tặng tặng. Ít nhiều gì cũng phải vậy. Nhiều gì mà có khuyến mãi là chịu. Combo như tỷ sao review đó là 1.350.000, em bán 1.300.000. Không biết coi. Dạ, em bán cho khách 1.300.000 à, chứ. Bao nhiêu? Dạ, nhỏ nhỏ thôi chứ. Nhỏ là 1 triệu em bán 950.000 à. Combo hết luôn. Người lớn. Người lớn. Dạ, cái đó trên 1.4 m là người lớn. Chi mà mập quá trời. Cái sàn nằm trên kia hả? Dạ, anh chạy xuống luôn. Ờ. Chạy xuống rồi anh bọc cái là đụng. Buổi chiều một cái rồi xe
chị mai mốt à, mai mốt ở bên Hòn Thơm bển nó đang xây khách sạn kìa, đang xây khách sạn như tỷ, mai mốt nó được bển em kết hợp bển rồi em đặt phòng cho chứ ở bển luôn. Nó đang xây nhà hàng khách sạn nguyên biển luôn á chứ. Vậy hả? Ở bển á. Dạ. Tới nha. Lễ mà có chỗ nào mà tới rồi đó. Tới cái xe đó là tới. Cái xe khách sạn cái một là ông 8 sao đi, không phải là 6 sao đi coi. Rồi. Rồi, tới. Làm rồi, cái chỗ mà vậy là thôi giờ có gì em điện hả? Dạ. Thôi có gì em về em điện em ha. Dạ. Anh đi anh ở đâu? Chắc đi kiếm cơm ăn quá. Ờ, anh kiếm cơm rồi chút anh có quay lại không? Hả? Anh có quay lại đây không? Hả? Hay là không thôi em mấy cái rồi đợi em cái hả? Dạ. Bỏ con dưới chợ. Rồi, tới khách sạn rồi nha cô chú nha, thương quá. Ở tàu B, ở tàu B mà. Tàu B mà. Mà bây giờ đang lấy phòng cho khách luôn đó. Dạ mà cho em xin thông tin đồng hồ của mình nha anh. Nè em. Ở tàu B bánh ấy chết. Dạ. Dạ. Bây giờ có trong này luôn chắc khỏi đi chứ. Em có trong này. Nè giấy tờ ở đây nè, giấy tờ ở đây có nè. Cho em mượn để em quét. Khỏi mượn hả? Gì? Gì? Đây là anh chị. Đây là khu vực nhà hàng và khu vực bar ở bên Roma luôn nha cô chú. Tí nữa thì qua bên phòng em sẽ quay cho cô chú kia các bạn, bây giờ em làm thủ tục cho anh chị. Cưng đường vậy chắc đựng tối ngày luôn, khỏi đi làm luôn. Nhỏ tuổi bự con tốn tiền. Con mở cửa ra đi. Em. Nè nè đẩy ra. Đẩy ra. Ồ đẩy mạnh ra nha. Rồi mình đi nha. Đi. Cần trả. Bây giờ được nhận phòng sớm nha cô chú nha. Ồ ồ ồ ồ ồ. Cái. Dạ. Ở Phú Quốc rồi chỗ nào em không biết.
Rồi bây giờ phòng 402 chứ thấy cái chỗ này nó làm đẹp ghê không? Dạ. Đi lên. Lên lầu. Xịn không ngon. Khách sạn xịn. Rồi. Vô vô hết không ta? Hả? Dạ. Rồi vô. Thằng máy bự quá, 5 người cứng ngắc. Hình dáng. Mốt làm sao giống chú làm YouTube là giàu lắm đó. Giàu. Em bị giật te tui, giật cổ, giật quá trời kia, luôn giật tờ lứa chứ. Phải không giật là em ok nữa. Rồi, ra 402. Đây, tới phòng. Ê, phải không? Phải 402 không? Đúng rồi. 402, đúng rồi. 402, đúng rồi. Ủa, nó vấn đề gì? Có cái này là chế là cái đó đó. Dạ. Dạ. Đó. Cái này là nó kê cho mình đó chứ. 402. Không có ban công. À. Vì giá này được rồi con. Yeah. Rồi bật mình bật mấy máy lạnh lên. Cái này. Trời ơi, để gì? Cái lò nấu ăn đó. Nè. Có lò nấu ăn đúng không anh? Hả? Cái phòng này nó xịn hơn cái phòng bên kia. Dạ, bàn làm việc đồ này chứ. Là tủ đồ trong này. Dạ. Tủ đồ ở đây. Dạ. Càng ngày càng khám phá nhiều chỗ được hết trời. Dạ. Dạ. Ấy, nó lên cho ta cái một bên hút một bên đẩy để em coi. Bên này nó lạnh này nè. Bên này nó đẩy xuống bên kia nó hút lên. Dạ đúng rồi, máy lạnh nè, anh đứng đây lạnh ngắt nè, thấy không? Rồi anh chị nghỉ ngơi tắm rửa vui khỏe đi coi, để em điện xe cho. Dạ. Chiếc Alex ha. Dạ dạ ok. Để em kêu nó chuẩn bị cái nón cho nó thùng thùng. Thôi đừng nói vậy người ta cười. Dạ. Hỏi chị cái phòng đó nha. Dạ dạ. Cái bên này chứ ha. Thì cái chỗ nào mà nãy nó nói. Ok chứ. Yeah. Rồi để em hỏi cho. Rồi anh chị nghỉ ngơi gì đi. Rồi bye. Dạ. Dạ dạ. Không có wifi thì thằng thấy chú không? Hay nha. Dạ.